Đi học xong vẫn phải đi làm. Thế thôi, nói vậy các bạn tự hiểu. Đừng bao giờ khoe cái bằng cấp CO2, H5N1 rồi các thứ để làm cái đéo gì, chả giải quyết được vấn đề cuộc đời. Hơn nhau nó không phải là cái văn hóa, cái học thức. Hơn nhau ở cái những pha cân 2.